Chào các bạn, chào tất cả mọi người, tôi Kỳ Anh Tự Hóa đây. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở tại một cửa hàng thu mua đồng nát. Thì tôi hôm nay đến đây để tìm những ổ khóa cũ và mang về có thể sửa lại hoặc là làm kỷ niệm thôi. Các bạn đi theo tôi vào trong nhé. Ơ, cái ổ khóa cũ này hay đấy nhỉ? Còn cái nào nữa không nhỉ ông ơi? Đây, khóa đấy, lấy được cái nào đấy? Ui, thích nhỉ? Khóa tay nắm tròn này. Ê, được đấy nhỉ? Một cái lõi. Còn toàn tim khóa. Tim này toàn tim cũ rồi, tim 909. Đời lâu lắm đấy, đời cổ rồi. Ui, hay đấy nhỉ? Ê, khóa này nó nứt ra hết rồi này. Cái này có khi chả phải nhôm. Được đấy. Thôi cho tôi lấy hết đống này đi ông ơi. Ê, chìa khóa này. Được đấy, làm kỷ niệm cũng được. Ok. Ê, ông cất hộ tôi cái. Đây. Cái đồng 2 cân là tính chung là 220. Đấy đồng xuống ấy. Ok. Đấy sắt đây 2 cân tôi tính 30 nữa là 250. Ok. Ok, thế tôi lấy hết đi. Thế nhá. Để xem nào. Tôi quên mất tiền. À, tôi cắm con xe này của tôi lại đây. Tôi xem video của cậu ha. Tôi cầu cầm đi. Ui, ông tốt thật đấy. Thế tôi cảm ơn nhé. Lấy con xe để lại kia. Siêu trộm. Chào các bạn, ngày hôm nay tôi vừa thu được rất nhiều loại khóa cũ. Cũ ở đây là có những loại khóa cũng đã cổ rồi. Những cái loại bây giờ trên thị trường không còn dùng nữa. Ví dụ như là loại lõi 909 này chẳng hạn. Hoặc như đây là một loại lõi của khóa tủ. Đây. Đây. Có nhiều ổ người ta vứt đi và không dùng nữa. Chúng ta có thể mang về để tận dụng hoặc để làm kỷ niệm. Có những ổ khóa thì tôi sẽ làm bóng nó lại, làm lại chìa và chỉ cất đi thôi, sau này tôi sẽ để vào tủ như là một món đồ kỷ niệm cho những thứ mình đã trải qua. Ở đây có một cái tay nắm tròn như thế này, cũng không đến mức độ là quá cũ, chúng ta có thể tận dụng. Ví dụ như là có những người còn khó khăn, chúng ta có thể lắp cho họ với giá rẻ hơn. Ví dụ như họ lắp 300-400 nghìn, mình có thể lắp cho người ta tầm 100 nghìn hay là 150, nói chung là giá rẻ hơn nhiều thì cũng giúp đỡ cho những người khó khăn bớt được phần nào. Ok. Ở đây cũng có những loại khóa, đây là then ngang này. Nhiều ổ còn sử dụng rất tốt nhưng mà bị mất chìa. Tôi sẽ làm lại chìa cho nó, đánh bóng qua nó và để sử dụng bình thường. Còn cái tay này thì chúng ta vẫn có thể tận dụng được mà. Có thể tháo lấy cái gì tận dụng được thì chúng ta tận dụng. Đây. Hãy nhớ một điều, cái gì còn dùng được phải dùng. Ok, bây giờ tôi sẽ lau chùi qua nó và làm lại cho nó một chiếc chìa. Bây giờ ở trên bàn thì có rất là nhiều loại khóa như thế này. Bây giờ tôi sẽ làm lại chìa cho cái ổ khóa này. Sau rồi chúng ta sẽ đánh bóng và lau chùi cho nó. Ôi giời, tôi quên mất đồ mở khóa ở chỗ cái ông kia rồi. Đấy. Ok. Chúng ta cùng nhau mở nó luôn nhé. Cần phải một cái cây. Một cái bẩy. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã có thể mở được cái ổ khóa này rồi.
Bây giờ tôi sẽ soi bi và làm lại chìa cho nó. Sau khi các bạn soi xong thì viết nó ra này. Nó có 5 viên bi. Đấy, khi các bạn đã biết được cái chỗ độ cao, độ thấp của từng viên bi, bắt đầu chúng ta vào cữ và làm chìa. Ok. Đây là một chiếc chìa khóa sau khi chúng ta vừa làm xong. Thử luôn này, cắm vào, mở. Ok, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã làm lại được một chiếc chìa khóa mới cho cái ổ khóa cũ này. Sau khi làm lại chiếc chìa khóa này thì các bạn có thể đánh bóng nó. Tôi có khá nhiều loại để đánh bóng. Đây, ví dụ như các bạn sử dụng những tấm như thế này. Đây, đây là một đầu đánh nhám và một đầu đánh bóng. Sau khi các bạn đánh bóng xong thì có thể lau qua dầu và có thể bán rẻ đi, hoặc là tặng cho một người nào đấy khó khăn mà người ta dùng được. Đấy. Đây, ví dụ cái máy đánh bóng của tôi thì nó như thế này. Đây. Đây là cái máy đánh bóng của tôi. Trong tập tiếp theo thì tôi sẽ sử dụng cái máy này để đánh bóng lại cái ổ khóa cũ này cho các bạn cùng xem. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã làm được một chiếc chìa khóa cho ổ khóa mới này. Các bạn nếu mà muốn tôi làm về một loại khóa nào hay là một kiểu khóa như thế nào thì có thể bình luận ở bên dưới. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi kênh của Kỳ Anh Thợ Khóa. Mong các bạn thấy hay và thú vị thì đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Kỳ Anh Thợ Khóa vừa bán vừa phá.